Rồi, hello, xin chào cả anh em nha. Mình anh Ba Khía đây. Thì anh em nào theo dõi mình đã lâu thì chắc chắn sẽ không xa lạ những con xe ở phía sau mình rồi, đúng không anh em? Rồi á, thì sẵn đây mình tiết lộ với anh em luôn, sau khi mà mình có cái thông tin là công ty FRV á, nó tổ chức một cái giải đua mới của cái giải đua câu cá này á, thì mình á là trốn vợ liền anh em, trốn vợ lên đây đua xe liền anh em ơi. Thì đến đây á, anh em chắc chắn anh em sẽ tự hỏi trong lòng đó, tại sao mà đua cái này có gì đâu mà mê dữ vậy mà anh Ba Khía anh bỏ vợ, anh bỏ con thơ lên đây anh đua dữ vậy ta. Thì mình nói với anh em luôn là mình mê cái bộ môn này á, là có hai cái vấn đề anh em ơi. Thứ nhất á, là mình thỏa mãn được cái đam mê tốc độ của bản thân mình. Thứ hai á, là đua cái này rất là an toàn nha anh em. Môn này nó rất thích hợp với những anh em mà đam mê tốc độ mà ngại va chạm với mặt đường anh em ơi. Anh em nào mà đam mê thì cứ đến trải nghiệm thử một lần cho biết nha anh em. Biết đâu ghiền thì vô đội với mình luôn anh em ơi. Rồi là bây giờ là mình là lên đồ là xong xuôi hết trơn nè anh em ơi. Bây giờ dắt anh em tham quan một vòng cho biết nha anh em. Rồi đây là những con xe câu cá này anh em, nó trang bị cái máy này là máy 4 thì nha anh em. Anh em thấy cái thiết kế không, nó rất là sát với mặt đường luôn anh em ơi, nên là cái khả năng mà lật rất là thấp anh em đó, do đó là anh em đua cái xe này độ an toàn nó rất là cao nha. Thấy cái máy thôi với chạy cái trăm đó anh em ơi. Còn đây là cái xe này là xe trang bị động cơ hai thì anh em, thì cái cấu tạo cái khung xe thì nó cũng không có khác cái gì đâu anh em ơi, nó do nó khác cái cục máy hai thì anh em ơi. Máy hai thì thì nó chạy lẹ hơn nha anh em. Những cái con xe hai thì này á thì dành cho cái hệ đua đơn nha anh em. Những con bốn thì nãy mình giới thiệu cho anh em đó là những con nó chơi hệ tiếp sức anh em, đó hệ endurance là mình hồi mình chơi cái hệ đó đó anh em ơi. Thì chơi hệ tiếp sức thì chắc chắn sẽ có đồng đội anh em. Đây là đồng đội của mình nha anh em, đây là anh Lâm VC. Cái anh này đã là diễn viên anh em, anh đóng trong cái MV thằng điên của ZTT với Phương Ly anh em. Đang màn chiến thuật hồi là lụm cúp đó nghe anh em. Rồi đến đây là chắc là nhiều anh em thắc mắc không biết mấy ông này đứng đây làm cái gì nè anh em ơi. Đó, thì anh em nào mà chưa biết cái thể loại anh đưa dành đua tiếp sức đó thì anh em xem cái clip này sẽ hiểu nha. Thì thể loại đua tiếp sức này không phải là sắp mất sắp vị trí mà đua đâu anh em ơi. Đó, một bạn cái bên đem bển là để dịnh xe bển, một bạn bên đây là 1, 2, 3 là xuất phát và chạy qua lên chiếc xe là bên kia giật máy là chạy nha anh em. Đó, đây là thể loại đua anh gần đua tiếp sức như vậy đó nè. Cái thể loại này là không có tính vòng nha anh em, chỉ tính giờ anh em ơi. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ là ai cái đội nào mà chạy nhiều vòng nhất là đội đó thắng nha anh em. Đó, cái tay mình là có 3 người. Thì trong vòng 120 phút đó là có thể là thay phiên luân phiên nhau mà chạy nha anh em. Đó là khi mà chạy mà cảm thấy là mệt rồi thì ra dấu cho đồng đội đứng ở ngoài anh em đó. Rồi vô trong rồi thay người, nó thay người là sẽ như thế này anh em. Anh em làm nhanh nhất có thể, anh em ra xong trở lại anh em sẽ rút ngắn được thời gian anh em. Anh em sẽ chạy được nhiều vòng. Tại vì cái đua cái này trong vòng 2 tiếng hồ là ai nhiều vòng nhất người đó thắng. Rồi lợi dụng các đối thủ đang miệt mài tranh chấp nhau ở đường đua thì mình vô đây mình tranh thủ thời gian mình giật cúp nha anh em. Cao thủ không bằng tranh thủ đâu nghe anh em. Đó, mình là tranh thủ lắm. Nhanh tay lựa cho mình một chiếc cúp yêu thương liền anh em ơi. Mình địa hai chiếc cúp bự rồi đó anh em ơi. Rồi tranh thủ lụm hai chiếc cúp này cái mình lên cái mình tự sướng vài cái nghe anh em. Đó. Cao thủ không bằng tranh thủ anh em ơi. Mình tranh thủ lắm nha. Rồi hạng nhất luôn. Yeah. Rồi anh em xem clip nhớ thả tim cho follow ủng hộ mình nha anh em. Anh em nào có đam mê trải nghiệm thì cứ đến đăng ký đọc bát anh Ba Khía anh em. Bye bye anh em nha.